Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các anh em tham gia một chương trình này góp nhận 100 tốc cần bút từ dán bút Funtoco các bạn. Để tham gia giá hôm nay bằng click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn làm nhiệm vụ các bạn. Thì các bạn mở cái link form ra các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn click vào click here, các bạn follow Twitter nè. Nhiệm vụ thứ hai các bạn giải quyết sẽ inbox tăng 3 người bạn các bạn. Các bạn like là bạn chỉnh chặn như tôi quyết nha bạn. Các bạn tăng 3 đến 5 người bạn của mình vào các bạn. A cộng Google. Rồi các bạn tự quyết lên xem không. Rồi tiếp tục bạn bắt up lại nè. Thường mở lên form ra nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn xôn xào kênh Telegram group nữa các bạn. Rồi tiếp tục các bạn xôn xào kênh Telegram của nó luôn, hai kênh Telegram các bạn. Rồi tiếp tục xuống đây các bạn khai báo thông tin nè các bạn. Khá là đơn giản luôn các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại địa chỉ email của tất cả các bạn. Tờ quyết. Tiếp tục thì các bạn điền lại username Twitter của các bạn nè, cộng memo của anh. Tiếp tục quên gửi lại một cái link Twitter nè. Thì các bạn mở Twitter mình ra nha các bạn. Qua cho anh cùng bạn nhấp vào hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ bài Fuco này các bạn. Rồi các bạn sẽ chép lên Twitter nè, rồi bạn đắp lên nè. Bạn mở lên form và lại nè các bạn. Bạn bắt vô đây nha các bạn. Tiếp tục Instagram của tất cả các bạn nha. Anh bốc số 1. Tiếp tục thì cái mã ghép code này, mã ghép code mình để dưới phần link mô tả, các bạn điền giùm mã cộng ạ. MMO Ngọc Anh các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ bên B Smart Chain. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra nè. Thì các bạn copy địa chỉ bên B Smart Chain nha các bạn. Rồi bạn sao chép nha các bạn. Rồi bạn bắt up ở đây, các bạn watch ở đây nè. Rồi bạn bấm get 100 boost nha bạn. Và thánh du cảm ơn bạn đã tham gia chương trình này góp và chia sẻ mỗi một lượt ghép để nhận 20 tập cận boost list cho các bạn. Và mình tiếp tục mình chia sẻ cho bạn kèo thứ hai nha. Ok, giờ mình hướng dẫn các bạn tham gia một cái kèo thứ hai là cái kèo Clem nhận 100 tập cận HRK nha bạn. Ê, HRB nha bạn. Từ dự án Uber Protocol. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả, mở cái link form của mình ra cho bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho link group kênh trailer nè, Twitter các bạn follow nè. Đây là một kèo khá là ngon nha bạn. Twitter thì các bạn follow nè. Rồi các bạn bắt đáp lên nha bạn. Tiếp tục thì các bạn like và retweet tăng 3 người bạn vào các bạn. Tôi nhấp vào đây nè. Twitter thì các bạn like nè các bạn. Các bạn chích dẫn như tờ quýt nha các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào. Và cộng mình. Tăng 3 người bạn các bạn bấm test lại. Đây các bạn. Khi các bạn bấm tích lại thì bạn mới đáp lại các bạn. Và tiếp tục thì các bạn điền đầu tiên thì các bạn khai báo là dòng độ thì username Twitter của mình nha các bạn. À, còn memo của bạn nữa.
Dòng thứ hai thì các bạn hai bấm tờ tờ nhấp ba cho các bạn bên cùng này, các bạn có nhấp vào một hồ sơ nữa. Rồi các bạn chờ nó chút xíu các bạn. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ này các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nha tất cả các bạn. Sao chép liên kết nè. Rồi các bạn bắt đắp qua một cái link form hồi nãy nha tất cả các bạn. Chọn dán nè. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn mở Telegram các bạn vào setting thì copy username của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi mã gạch thử để y tin các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ bên bi smart chain các bạn. Thì các bạn copy địa chỉ mở địa chỉ chocolate mình gắn. Hình như là cái tập càng này đã list sàn ban cây swap giá khoảng 36 đô các bạn. Rồi các bạn sẽ chép nó. Bạn sẽ chép nó. Rồi bạn mới đáp lên các bạn. Rồi bạn mở lên form rồi lại bạn bấm vào đây gửi nè. Rồi các bạn kiểm tra thông tin là đầy đủ chưa đây các bạn. Rồi bạn bấm gỡ. Ok, như vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 100 token HRB đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.